bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kinh Lăng Nghiêm phải chăng là kinh ngụy tạo? Đại sư Hâm Sơn từng nói hai câu như sau: chẳng đọc Pháp Hoa thì chẳng hiểu khổ tâm của đời của Như Lai, chẳng học Lăng Nghiêm thì không nắm được then chốt về mê hay ngộ của việc tu tâm. Đích xác là như vậy, bởi kinh Lăng Nghiêm bao gồm hết thầy các pháp, nhiếp thọ hết mọi căn cơ, là pháp cốt tụy cho mọi thế hệ, và chính là ấn chứng để thành Phật và làm tổ. Vì lẽ đó, người tu thiền phải nghiên cứu cho kỹ lưỡng và hiểu cho thấu đáo cảnh giới 50 loại âm ma trong kinh Lăng Nghiêm, đặng tránh khỏi xa vào vòng của ma vương. Nếu không học Lăng Nghiêm, người tu khó nhận thức cho rõ ràng và dễ sanh tâm chấp trước vào các cảnh giới gặp phải. Vì thế hành giả sẽ bị nhập vào ma cảnh và trở thành quyến thuộc của ma vương. Đó là một điều cực kỳ nguy hiểm. Chẳng riêng gì chú Lăng Nghiêm phải tụng cho thuộc lòng, mà kinh Lăng Nghiêm thiền giả cũng phải học cho thuộc nữa. Người ta nói, thuộc thì nảy sanh xảo diệu. Thời cơ tới sẽ có nhiều lợi ích, sẽ có sự cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Hễ người nào nghiên cứu văn học Trung Quốc, tất phải đọc kinh Lăng Nghiêm. Văn từ kinh thì u mỹ, còn nghĩa lý thì phong phú. Tóm lại, Lăng Nghiêm là một bộ kinh hoàn hảo. Có một số người tự cho mình là học giả có hạn, chưa hề nghiên cứu sâu rộng về đạo Phật, đã tự nhận mình là chuyên gia Phật học, tự nhận mình có đủ uy quyền mà sự thật là không hiểu Phật giáo cho đến ngoại ngành, rồi tùy tiện phê bình một cách ẩu tả, cho rằng kinh Lăng Nghiêm là một kinh ngụy tạo. Từ đó là có một số người vì có dụng ý khác nên ùa theo phụ họa, đúng là kẻ mù dắt kẻ đuôi, thật đáng thương xót. Tại sao người ta bảo rằng kinh Lăng Nghiêm chẳng phải do Đức Phật Thích Ca thuyết giảng? Chẳng qua vì nghĩa lý trong kinh rất ư là chân thật. Kinh đã nêu ra cho kỳ hết các căn bệnh của thế gian. Bởi đó mà các loài yêu ma quỷ quái, các loài quỷ trâu quỷ rắn, không còn cách nào hoàn hành và phải hiện rõ nguyên hình của chúng. Từ đó chúng tìm mọi cách để phá, chúng phải tuyên truyền rằng kinh Lăng Nghiêm là kinh ngụy tạo, thì chúng mới có cơ hội để sinh tồn. Nếu như thừa nhận đây là lời Phật thuyết, thì chúng không thể thực hành đúng pháp. Trước hết, chúng không giữ được lời dạy về bốn loại thanh tịnh. Thứ hai, chúng không tu tập được các pháp viên thông của 25 bậc thánh. Thứ ba, chúng không dám trực tiếp đương đầu với các cảnh giới của 50 loại âm ma. Nếu như ai ai cũng đọc kinh Lăng Nghiêm, cũng hiểu rõ Lăng Nghiêm, thì thần thông của hàng ngoại đạo sẽ hết linh ứng, biến thành vô dụng, khiến không còn ai tin vào thần thông của họ nữa. Đó là lý do bọn thiên ma ngoại đạo không còn cách gì khác hơn là dèm pha tuyên truyền bảo rằng kinh Lăng Nghiêm là không xác thực. Chẳng phải chỉ có người tại gia thì bán kinh Lăng Nghiêm là giả, ngay cả người xuất gia cũng bắt chước nói theo. Tại sao vậy? Bởi vì có một số người xuất gia ít học, có khi không thông chữ nghĩa, không xem được kinh điển, trong khi đó văn kinh Lăng Nghiêm lại thâm thúy, ý nghĩa huyền diệu, khiến họ không hiểu được, nên không làm sao phân biệt được chân với giả. Đến khi nghe người ta bảo kinh này là giả, kinh kia là ngụy, thì họ đâu có biết suy xét gì. Người ta nói sao thì lặp lại y như con vẹt. Tự nhiên, kinh Lăng Nghiêm bị lạnh tiếng oan là vì lẽ đó. Thời xưa tại Ấn Độ, kinh Lăng Nghiêm được liệt vào hàng quốc bảo, và có lệnh cấm không cho mang kinh Lăng Nghiêm ra khỏi Ấn Độ. Những ai xuất cảnh đều bị khám xét gắt gao vì sợ rằng bộ kinh này bị lọt ra ngoài. Do đó, các nhân viên hải quan thường đặc biệt chú ý đến các tu sĩ xuất cảnh. Hồi đó tại Ấn Độ có một vị cao tăng pháp danh là Bang Thích Mật Đế. Lúc ấy bên Trung Quốc lại nhằm vào đời Đường. Ngài Bang Thích Mật Đế đã khổ công tìm mọi cách để mang kinh Lăng Nghiêm sang Trung Quốc. Sợ bị phát hiện tại trại kiểm soát, ngài phải nặng óc bóp trán tìm mọi biện pháp đi giấu kinh. Rốt cuộc, ngài nhét nó vào giữa lớp da ở cánh tay. Và sau cùng ngài đã thoát được và đổ bộ lên tại địa phận Quảng Châu. Lúc bây giờ kẻ tướng Phòng Dung bị Võ Tắc Thiên giáng chức xuống làm thái thú Quảng Châu. Ngài Băng Thích Mật Đế được Phòng Dung mời tới để phiên dịch kinh Lăng Nghiêm, và chính Phòng Dung là người làm nhuận sắc cho bản dịch. Bởi vậy kinh Lăng Nghiêm biến thành một tác phẩm văn học có giá trị, rồi sau đó được trình lên cho Võ Tắc Thiên. Tiếc thay, thời bấy giờ đừng có tin đồn rằng kinh Đại Văn là một bản văn dối trá, nên hoàng đế Võ Tắc Thiên cũng không cho kinh Lăng Nghiêm lưu hành.
đến khi thiền sư Thần Tú được phong làm quốc sư, rồi được mời vào cúng dường ở trong hoàng cung. Một hôm thiền sư bắt gặp được bộ kinh Lăng Nghiêm và nhận thấy ý kinh rất có lợi cho những hành giả tu thiền, nên mới cho phổ biến kinh này. Từ đó kinh Lăng Nghiêm mới được lưu hành ở Trung Quốc. Căn cứ theo kinh pháp Diệt Tần, kinh Lăng Nghiêm là kinh được truyền đến Trung Quốc sau cùng, nhưng cũng là kinh bị hủy diệt đầu tiên vào thời Mạt Pháp. Kế đến, các kinh khác cũng lần lượt biến mất. Sau rốt, chỉ còn lại kinh A-di-đà mà thôi. Ghi chú, Hòa Thượng Tiến Hóa chứng thực rằng kinh Lăng Nghiêm chính là tâm ấn của chư Phật. Điều này ngàn vạn lần đích xác. Bởi vậy, ngay sau khi đặt chân tới Mỹ, Hòa Thượng liền giảng kinh Lăng Nghiêm. Tại sao vậy? Phật Pháp được truyền bá tới đất Mỹ, thì mặt Pháp sẽ biến thành chánh Pháp. Và đó là tâm cơ của Hòa Thượng trong sứ mạng nối tiếp Huệ Mạng Phật. Bài Lăng Nghiêm Kinh Thiện Giảng sẽ được đưa đăng từng kỳ trong tạp chí Kim Cương Bồ Đề Hải của Vạn Phật Thành. Bằng tiếng Hoa và tiếng Anh, này xin thông báo cùng quý vị độc giả. Ha ha ha,